Má thật tao thua mày luôn á. Cái sao xong được mày? Mày thấy con gà nó làm không? Thì bây giờ anh rẽ nó ra là sẽ xong. Thì cá tươi. Tươi xong. Tao bảo mày trong lúc này tao tới em đó tao rã nó không nha. Cutie for my way của mọi người đây. Thực sự là em không muốn phải cầm cái máy quay mà giữa trời tối mà trời lạnh. Yeah, biết buốt rồi nè mọi người. Nhưng mà cuối cùng em cũng phải cầm thôi. Tức nước vỡ bờ quá rồi mọi người, thiệt sự luôn á. Cuối năm là em không muốn phải cầm cái máy quay mà hả, nói này nói kia, kể này kể kia để cho mọi người nghe đâu. Em cũng chỉ muốn là hả, tới Tết này, cuối năm hay là đầu năm á, quay những cái ẩm thực nào cho mọi người coi rồi vậy, cho là hai vợ chồng nó tình cảm. Nhưng không mọi người, nhiều khi á, cái bờ mà nó nhiều nước quá, nó cũng phải bể mọi người, thiệt tức lắm. Giờ á thì cuối năm đầu cho nên là chồng em đi ăn tất niên nhiều lắm mọi người. Kiểu như người này người kia mời tất nhiên là phải đi. Mà hai vợ chồng đi thì kêu sao đi. Đi hai vợ chồng ăn nhiều dữ. Cho nên là thôi em phải ở nhà. Mà hồi giờ em nói thiệt á, ổng mà có đi nhậu hay gì đó là ổng ít khi được gọi điện về là mọi người, nhiều khi là không gọi luôn. Nhưng mà tự nhiên nay một ngày đẹp trời nào đó, trời hôm nay nhiều mây cực, đặt bàn tay mình ngay ngực, ổng lại gọi gì à? Em tưởng ổng gọi giờ là hả? Giờ ăn cơm chưa? Con nó ngủ chưa em? Em ở nhà có mệt không? Em tưởng là em nghe những cái lời ngọt ngào chung tình chung ai đó. Nhưng không, em lại nghe một câu: em ơi em cho cá nó ăn chưa? Em ơi em cho cá nó ăn chưa? Ủa là sao? Tự nhiên vừa bắt máy lên là em ơi em cho cá nó ăn chưa, mà trong khi đó không hỏi vợ hỏi con đang ở nhà làm gì ăn gì chưa. Nhiều khi có hỏi là cá cũng chưa nữa á, khá hiểu. Mà trong khi đó mọi người nuôi cá, mình nuôi mới cá một tuần trời cho mấy, mà sai lúc nào cũng phải sai. Em ơi đây đồ ăn cho cá kìa, ở nhà nó cho cá ăn nha em. Ví dụ như ông đi làm, thiệt sự em tức lắm. Hôm nay em á, tự nhiên bây giờ ổng điều này ổng nói là em dồn 5-7 chuyện rồi, bây giờ em phải làm cho ổng một vố đây á, để cho ổng biết là ai quan trọng hơn, cá anh quan trọng hơn hay là em với con quan trọng hơn. Giờ em sẽ cho mọi người coi là cái hồ cá của ổng như thế nào á. Ổng ao ước bữa giờ, bây giờ ổng mua xong rồi về hả, không la gì cho em với con rồi đó. Lúc nào cũng cá bấm. Đây, mọi người coi nè. Đây chứ đâu nữa. Cá vàng bay trong bể nước, ngoài lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. Thế trong mấy con cá này sao mê dữ biết. À, đúng không? Đó, mọi người cũng thấy rồi á. Bây giờ em sẽ chờ chồng em về. Rồi sau đó thì em nhờ Út nó quay xíu nha mọi người, để mọi người chờ xem thôi em làm gì nha. Trời ơi mọi người xem nè, ăn tất niên, đang tất niên mà gần 12 giờ mới chịu lát cái đầu về. Trời ơi, chứ cái gì vậy, từ gõ một lần người ta nghe đâu. Em nghe rồi. What? Cái gì vậy? Trời ơi, cái xe đi. Đi giờ để xe để làm gì? Con nghĩ sao đi giờ này mới về? Ông biết bây giờ mình mấy giờ rồi không? Thử đi ăn tắc niên hay là đi trai gái mà đi giờ này mới gì à? Chứ cái xe gì vậy anh em? Cái đèn pin mình rồi, đèn pin trong mặt cũng mờ. Chứ chán lắm dữ vậy. Thành phần bán gì đâu không mà thử. Ông đi đâu? Ông đi gái gú hay sao vậy? Bây giờ này mày lá mặt gì hả? Tắt cái đèn pin đi em, xong nữa đi gọi đèn pin vô đâu có đâu quá. Coi bỏ cái khẩu trang gì đâu mà mang kiểu gì vậy biết. Giờ đi đâu nữa?
Đi từ từ tao tí kìa. Đi đồ em đi đâu em? Rầu tôi biết rầu, đi lên thay đồ ngủ đi. Bây giờ mọi người, bây giờ em đưa cho chồng em thay đồ rồi ông đi ngủ à. Rồi em xin lòng anh em ơi. Út, bây giờ em quay về trời nha. Giờ là chồng em ông ngủ, cho nên là em nhận Út quay cho nó được sống động hơn. Ủa, cái đây là cái gì vậy ta? Ủa? Trời ơi. Thật sự luôn, em biết là làm nay tội cho mấy con cá rồi, thương lắm, nhưng mà em làm cho trời em một vố gì á mọi người. Trời xin lỗi mấy con cá chứ mình nha. Thấy cho để chồng tôi lại mất. Bây giờ đi nha mọi người, bây giờ phải đợi tôi sống lại để ông vậy có thử phản ứng của ổng ra sao, để ông thấy được những cái con thú cưng của ổng đang. Nha mọi người, mọi người cũng ngon nha. Ủa, em cầm máy quay giùm chị ơi. Bây giờ mọi người, bây giờ chồng em ổng dậy rồi. Thì chính giờ mấy ổng mới dậy. Bây giờ ổng đang xúc miệng dưới kia. Để giờ em đi xuống. Em nói ổng với mọi người. Chị giờ này mới dậy luôn. Vô. Tối qua anh nhậu gì mà say dữ anh. Ủa, hôm qua anh uống nhiều rồi mà. Mệt rồi cái gì. Trời ơi, nhìn cái mặt mày gì đâu. anh đừng có sợ. Nói nè. Anh sợ cho món sang quay gì nữa, đừng điên điên nha. Mấy hôm mình nhậu chị nó mệt rồi hả? Đấy là, không, anh nhớ không? Ngày hôm qua. Nhưng mình đừng nói gì nữa, cú tết cái con gà. Má mà về cũng mắt thấy cũng đều đều cũng món sáng. Nó còn mệt thiệt á. Đấy là em nói nè. Nói gì im mẹ. Mày em nói nè. Nói gì? Nói gì? Nói gì mà không nói gì mẹ. 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 Hôm qua anh nhớ anh đi nhậu say là em có cho thiếu cái đèn vô phải anh không? Nhớ không? Lúc đó là em có giữ cái video clip là anh với cái CEO này anh. Một ly ta chưa say, vài ly ta quay. Thế này vui lắm, em đi lên coi. Vui đèn gì? Dưới cái đèn em vừa đang ngoài cần cần với mày anh đó quá. Mà anh không nhớ gì luôn á. Nhớ gì không mày? Cha đã coi nhậu say đồ đá mà. Đi mẹ luôn đi. Hôm nay em có một cái nước uống rất là thần thánh. Mà thấy cái bề phim này hát mua à? Đó là uống cái gì đó. Em có một cái nước. Im đi, đừng mệt quá. Em có một cái nước uống rất là thần thánh luôn. Em có coi trên TikTok là anh con trai mà uống cái nước đấy rồi. Quên, chào mấy cá anh nhớ. Ý là em nói. Nếu tao mấy cá tao anh uống được đá rồi khác. Đá rồi nhập. Nếu mà. Tự người ta nói đi. Không có đâu. Cá đâu? Anh đừng có kiếp. Con cá anh đâu? Cá đây. Đừng có giận con cá đâu. Thì em á là em có coi trên TikTok á là cá đâu ngủ nhanh đi bưng ra đi cho luôn nước uống là anh là em đâu có đâu vậy em có làm những liều trình và những cái con thú cưng của anh ở đâu mày đi bưng ra nhanh đi giống rồi vậy đi vô mới sang mà mệt thiệt luôn á đi vô đây coi cái nước thánh còn em đứng đỡ giữ lại nha còn con kia quay phim cứ đu thì tôi mệt thiệt luôn á. Mà sao mày vậy? Mày dính cử đỡ ngủ yên mày đi. Thì quay để em đâu? TikTok lại cho. Dâu mày gan đâu vậy? Đứng đây em cho anh coi nước thánh là đẻ. Nó thánh kêu rồi. Má đừng có bảo là nó cứu ruột rồi mỏ mày nha. Ủa sao rồi? Không có đâu. Để đâu? Chết tao tụi. Đây. Thì cái giỡn này mày. Thiệt hả? Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Em nói thiệt. Thì giờ bao gan tôi làm mày. Đây là nước uống tinh khiết. Đây là nước uống tinh khiết. Cho nè. Hôm qua em coi trên TikTok người ta bảo vậy á. Anh đi rồi bố. Má thật tôi thua mày luôn á. Cái sao xong được mày. Mày thấy con gà nó làm không? Thì bây giờ anh rẻ nó không ra. Nó
bây giờ anh rẻ nó không ra nó sẽ sống. Thì cá tươi. Tươi sống. Tao bỏ mày trong túi lạnh rồi tới em đó tao rã đó không nha. Tụi mày sống mày mày chết nha. Dạ xong á, chắc luôn. Không thôi, bây giờ anh đi ra rẻ đó không ra rồi anh lấy nước này anh uống vừa đó. Lẹ hả? Em biết được cái công dụng của nước này anh. Nè, tên là chuột tốt để làm lâu ra á vậy á. Chuột má tao hiểu mày là sao mày lo tụi lạnh mày. Sao? Em thấy cũng được mà, giờ anh rẻ đông ra còn kịp mà. Cô ca mà tôi lại đi quay con ca để xong được má mày ngu. Quá tối mày trong mẹ cái gì mà ngu. Dư mày. Ngu gì đâu, cho lúc đó anh đi nhỏ anh cũng sai em. Ké nó hôn vợ con em không? Làm anh phải khóc. Đừng để trời bão giông. Đừng để hạt mưa. Vợ con em phải là nhất. Cá là vợ đằng sau thôi. Mà đùa mấy cá chắc bao tôi lại. Đeo thua tôi yếu mày luôn á. Chứ sao? Bắt đầu mày chứ cực lắm ra mày. Mai tao biết đùa mày đi chưa mày. Tào chú nã sao chú cất được. Nói lạ vậy. Em nghĩ được á anh. Bây giờ anh rẽ đông ra anh uống đi. Uống cái nước đó là nó vừa mát cho cơ thể nữa. Em biết nói gì mày luôn á. Ờ từ á chứ. Đeo thua mày đi đi. Mẹ lắm. Không, em nhắc anh chỉnh áo kìa. Anh chỉnh áo. Sao mày đi ra nha. Sao mày đi ra nha. Mình đùa mà. Anh ơi. Tao giờ tao hết nói nâu mày rồi. Sao mà nói nổ. Đến là em đầu mày giờ nó cất nó nhiều hơn mẹ não đâu. Má cái đầu mày giờ 99% cất mẹ đâu. Còn con quần này quay cái gì nữa mày. Má ra đi dù em. Giờ bao giờ còn giờ về quần quay nữa mày. Em mà lấy anh vậy cho anh biết. Biết gì? Vợ con quan trọng hơn là cá quan trọng không? Tất nhiên là cha không có cất như là vợ con quan trọng không đâu. Nhưng mà lúc nào hả? Hỏi vợ. Chưa hỏi còn điện mà chưa hỏi vợ là vợ ăn cơm chưa? Con nó ngủ chưa gì đó? Mày hỏi cha cá ăn chưa là sao? Con người mình á, mày cũng vậy. Có đều đôi suy nghĩ. Mày ăn cơm lúc nào biết? Mày đói mày ăn. Còn mấy con cá nó đói nó có tự làm cái chấm nó đuối với em được không? Được không? Thì nhưng mà lúc mày được không? Lúc anh đi ăn cho anh ăn là mò nó ăn gì đó. Trời nào con heo sao? Mập như heo sao? Giống anh nè. Thôi ngu sao mà ngu mà. Nó ăn cá một lần, ăn cá một lần. Tao giờ tao lấy dây xích tao cột mày lại. Tao không, tao quên tao không cho mày ăn mà sống không? Sống. Bây giờ chẳng lẽ mày đồ cám ngập vô tao đây vậy. Nó ăn lần nó xuống đi. Ờ. Mày suy nghĩ được không? Thì nó ăn. Ý là tao nói mày thông được cái nào không? Đéo. Nó uống nước nó cũng sống được, em uống nước anh cũng sống được vậy. Người ta chứa mày tao mà vui không? Không. Mẹ đi biết đùng à. Mẹ vợ chồng. Mày cút mẹ mày tụi gắt mày đứng ngầu đi. Nghe mẹ đi. Thôi. Lấy người ta rửa giờ chuyện đã lỡ dây rào. Mua khác về nuôi cái đau sọ. Mà giờ ông tôi vậy để ông hỏi về nuôi con kìa đó. Ông phải quan tâm vợ con ông nè. Mẹ. Quan tâm chi mà ké mắm. Vợ con là gì đó mà quên. Mấy cái đầu nghĩ gì luôn á. Còn cái con quần nghe mày điên sao mày? Nó làm cái gì đâu mà le đó. Đi mẹ đi. Không thì để em ra em để. Đi. Mày. Để đông nó. Mày đã đông gì mà coi anh cô mày. Mày đừng có làm gì cái điên nha. Tao lạy mày luôn á. Giờ cá đó kho hay là cá đấy kho hay là nấu canh? Anh cá đấy kho hay nấu canh? Điên khùng. Tao nói mày. Mày đang điên cái chậu vô cái đông đâu mày. Má nói sao. Chết chết xuống não nha. Chưa, anh chỉnh lại áo hay đầu để tiện. Lạnh chỗ cá coi. Anh cũng làm hoài vậy. Giờ anh rẻ đông nó ra. Rẻ đông làm canh hay là làm kho? Mẹ đang rủi mấy cái được về bữa. Biết đây tôi mua nhiêu tiền không? Nhiều. Mẹ lắm. 100 triệu không? Cá mà mày làm như cái gì bó tôi lạnh lẹ luôn á. Làm hỏi chứ cá là giờ nấu canh hay là kho ăn? Mày mày im giùm tao đi. Mày đừng nói đi khùng nữa. Sao nữa? Cá ra ra để làm. Mày coi tao bỏ mày tụi lạnh luôn á. Mãi gì trời. Người bỏ tụi lạnh sao xấu. Đúng không? Đồng hoang mày quá. Ông ngừng như ép bò. Chỉnh lại tóc đi. Đi coi. Mấy gì trời. Chỉnh lại tóc đi cha. Trả đã làm con mẹ gì nữa. Má sao mày điên chữ mày. Má làm gì mẹ bà thú quấn lộn luôn á. Má làm gì mẹ bà thú quấn lộn luôn á. Sao quấn em. Quấn em là con con luôn à. Tôi đừng quấn mày rồi. Mà cho mày trong não ra. Cho mày ngu. Má tôi đi. Đem biết sao mày ngu. Má. 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 Má.
biết biết nói gì luôn á. Sao ca không quýnh mọi quýnh cho em? Em thấy gì đâu mọi quýnh. Con ca làm gì mày mà đi làm người ta mà tao quýnh nó. Mẹ nó không đi để tôi sống kìa, giờ này ông lại sao? Mà nó lớn to đều mà nói chuyện như con lớp 1 không à. Sao nữa? Còn mày tao đó mày đi vô mẹ đi nha. Kệ nó. Mày đứng đó tao điên hả? Thôi anh, đi ra mua con khác chứ. Đi ra, tao đéo thích mua con nào nữa đâu. Mày mua rồi, giờ bỏ làm được ấy. Tao đâu ngu. Ra nữa, ai bị anh quan tâm nó không em chơi. Mày nó. Đâu anh, dù gì nó cũng ấy đâu anh. Mấy bữa nào cho mày cất mẹ, mày gom gì cua trong này. Có được kiểu lẹ trời. Giờ tao chơi, ai biết mày ngu. Má mày gì, ai biết mày ngu chơi mày chơi, tao chơi. Mày muốn không chơi thì bị mẹ đi. Ai biểu tao tao không dạy bưng ca ra là vô tôi làm gì vậy? Chắc em ngu vậy em cứu anh mà. Đúng rồi họ mình. Má mày nói vậy khác gì mày xúc phạm tao đúng không? Đúng đúng kìa. Mày nói vậy không khác gì mày xúc mày xúc phạm mày nói vậy khác gì tao ngu mày? Hả? Cha nói em ngu một. Ngu như cái gì vậy? Mày bỏ tôi làm gì khôn không? Tôi mày có ai mà khôn cái đâu mày bỏ cô gái tôi làm không? Khôn. Giờ khôn lắm giờ mới bỏ trong một cái để cho quan tâm em hơn à. Cái làm gì nữa? Quan tâm. Má nói là quan tâm cái gì mày? Em ăn cơm. Má tôi muốn bây giờ vô cái này cho mày, mày dư mày. Mày lạnh mẹ vô cái. Mày xách cái mẹ mày tôi mưa quá. Mày đi vô luôn mẹ đi. Má em cười con mẹ nghe mẹ. Vô mẹ đi. Má thấy mày phát buông luôn à. Sao anh giờ xin lỗi. Mày nói đi vô đi mà sao mày đi dư mày. Xin lỗi. Được chưa? Mày xin lỗi mấy cái nào sống này không? Xin lỗi. Không. Mày luôn á. Nghe mày đi. Thì em cũng xin lỗi cá tối qua rồi. Nó cũng đã tạm biệt em rồi, anh muốn nữa. Thôi anh đừng giận nữa. Mày cá đi. Mày gặp đúng mày là đúng đúng đen luôn á. Đừng. Tao đã thương yêu nó, tao mua về tao nuôi rồi. Má mày xách mày đi, mày nhét vô tao lạnh. Đừng hơn, đừng buồn chồng ơi có. Cái gì vậy? Thôi anh đừng có lẻ nữa. Mày đi. Em dắt anh đi mua con bự tao lại mà mày né ra chỗ khác giùm tao, tao làm gì tao làm cười đi. Sao hai đứa bay đi vô nhà tao lại luôn á, mày đứng quan tâm gì tới tao nữa. Sao mà không quan tâm được chồng con, sao quan tâm được cái gì vậy? Không quan sao tao nói tao mày cái đầu mày à, mày không. Mày nói mày một lần mày phải nghe cho mày một lần, mày không nghe mày nghe được 10 lần cho mày nghe mà đi vô mày mày đi mày nó mau chưa chẳng gần một tiếng luôn á. Nó mày nghĩ nó cắm khăn chén nè đắm mặt nó lại. Khăn trắng đi vô mày. Má tao bất luôn á. Giờ tao nói thì tao hết muốn nói gì mày. Sao? Giờ chửi mày nữa nó cạn lầu. Giờ anh nó, giờ cái đầu mày nó con ngu, cái đầu mày nó ngu tao mất độ mà nó ngu mất thiệt luôn. Má tao muốn cạch mày à đứa ngu nhất thế giới luôn á. Má tao muốn cạch mày à đứa ngu nhất thế giới luôn á. Má nó sống lại kìa anh. Má nó sống lại kìa. Không biết sao không. Anh đẻ xong anh cho con chá này. Con chá này nằm ngoài kia kìa. À, đá, nó sống á. Tiền tao nhây vô trong cái mỏ mà. Má con cá vậy mà nó đem cứng như cục sắt vậy mà ghi không sống mày. Sống mà. Thì sống chưa? Biết tao muốn biết tao buồn nhiều con không? Nhiều. Chịu không? Chịu không? Em đơn. Ủa nhưng mà mày có chịu mày ra đâu? Cũng chịu không? Em đơn. Mày giờ đại gia mà. Anh không thôi anh đi cho đi ra coi. Nãy giờ nhiều nha. Lê về tay Lê Vũ ơi. Nói nhỏ nó nhẹ giờ ơi đi ra đi. Anh chôn nó ơi. Cá khăn trắng quả. Khăn trắng đâu. Không thì anh vớt nè. Anh vớt cá vào lấy chim em cho chó nó ăn. Mày né vô gác coi. Chứ sao nữa trời. Anh muốn sao nữa. Ừ em là năng lượng anh là hết. Hết rồi. Bỏ đây. Mẹ đéo yêu luôn luôn. Mẹ không thấy đâu. Anh nhìn mày ác gì mày? Mày sát chân mày thấy tàu ấy. Em cũng sợ luôn mày. Cái con quần đây mày làm gì vậy mày? Nhưng mà em phải làm vậy cho. Bữa giờ chưa ăn cái con cá trong mặt mày chưa rồi. Em xin lỗi cá rồi anh. Mẹ mấy con cá đi sát chân. Mấy giờ tao gì? Nếu muốn nói gì luôn á. Mấy giờ chửi nhiều quá cái đầu mày nó thu hút. Mà mày chửi mày đâu có tiếp thu được cái đầu mày đâu. Má mày chửi vô lỗ tai mày đi qua lỗ tai kia mày đi hết mạng đâu hết rồi. Bây giờ chứ nghĩ bây giờ vợ chồng đi quýnh mày nè. Sao quýnh em được? Má giờ đi biết làm gì ở đâu luôn á. Má nhà này chắc đang đói bụng quá kia kìa. Mày nghĩ ra làm tao cái tao lại mày luôn á. Tao giờ tao nói tao bất lực quá. Không nhắn gì trong hồ cá luôn á. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em.
quái kìa. Nó không cứu quái kìa anh. Tao nhét luôn cái hồ trong vô cái mó này nha. Sao mà lúc nào cũng nhét hồ. Nhét hồ em mà. Hồ. Anh, nhét mà em bự vậy. Nè nè. Con quỷ quay. Mày thấy không? Đây là cậu nhét vô cậu ra không? Má là nghĩ gì mày nó. Tao nhìn mấy anh cá cũng nhây cái hồ vô trong cái mó mày luôn á. Mày tao nói mày kiếm sâu mày làm cái cho mày nó làm người tao bó lại cái mẹ luôn. Mày tao nói mày kiếm sâu mày làm cái cho mày nó làm người tao bó lại cái mẹ luôn. Tao nói rồi, kiếm sâu mày làm người ca. Tao hùi gì tao bó tao lại. Có sao khác. Đem lại cho mày biết. Đó đem lại cho mày biết cảm giác nó làm như nào. Mày mấy con cái gì nuôi cũng nhét tao lạnh. Tao để mua. Tao biết là cái thói mua lại được. Tao biết là cái thói mua lại được. Nhưng mà biết không? Bây giờ tao mày nuôi một con chó. Tao bắt tao muốn chết đầu tao mua mày con gác mày chịu không? Chết tàu hơn cho. Không có người tàu hơn nữa. Mẫu người mẫu sao thích mày hiểu không? Có người thích gà, có người thích chó. Vậy sao em đi chôn nó, em cúng nó. Tao không mượn. Tao mới mượn đâu em đâu. Không sao. Mày bao sáng mà nó càng tiếng tiếu muốn luôn á. Không, không sao anh. Dù gì nó cũng về ông trời rồi. Ông trời sẽ ra cho nó siêu thoát nhanh thôi. Nó sẽ về ở với anh luôn. Lúc này nó cũng bơi trong bụng anh lắm. Anh cứ nhớ cái bụng đó là anh ưỡn này, nhớ nó. Cá ơi, cá về đi, đó vậy á. Nhớ nha, anh á là anh đừng có suy nghĩ tới mấy con cá nữa, lúc nào cũng phải gọi. Giờ ơi, giờ à, giờ anh cô chưa? Đâu. Một câu nữa không? Đừng có cái bệnh hồ nó bay vô trong cái mặt mày luôn. Vô lắm. Má chào nó ngu mà nó cũng có nhiều nữa mày. Má tao nói mày tiếp thu mẹ đi, mày sao mày nói cái bó mày nó luôn mày. Mẹ mày, cái tao đã nói nhiều rồi, kìa đứa mày nói nhiều nữa. Ổng la vậy thôi, trời ổng ơi. Thôi tắt ngay nhang, từ từ nha. Em cũng biết là chồng em đang làm gì ở ngoài đó nữa mọi người. Để em coi thử nha. Ủa anh đang làm gì vậy anh? Ừ? Ra đây chim nữa. Chứ đang làm gì vậy? Làm gì nữa đâu? Anh chuông kia. Tao làm gì tao làm mày vô mẹ đi. Sao mà chôn được vậy anh thì cái nước quăng thôi à. Có đâu tao làm. Mày đừng có nhiều chuyện quá. Chôn sao không chôn. Em nói nè, chôn là sao không nuôi được cá nữa đâu á. Mày im mẹ đi. Mày biết cái gì đâu nói. Trời ơi. Chôn thiệt nè. Mày nó điên khùng. Má tụi điên cứu mà giờ. Biết tụi điên luôn á. Sao tự nhiên lúc nào nó cứu là sao trời. Má làng hoàng mày năm nữa tao xuống mày nhịn tâm thần tao ớ mẹ luôn á. Không biết là tụi điên cỡ nào mà nói. Đưa hộp tôi coi thử coi. Anh Quân, nghe mày đi. Đưa coi thử chứ cái gì đâu trời. Đưa coi thử cái hộp nó có đủ cứng không. Chứ ai mượn vậy. Tôi coi thử coi chứ gì đâu mà. Cái hộp của ai vậy? Hả? Má cái hộp của nó mà chịu có hộp mày. Hộp mẹ. Đưa tao bao nhiêu tao cho mày. Tao làm cái gì vậy? Là lấy nè. Đi. Lấy nè. Đặt cuối ra nha. Sao? Mà không đưa mà xuống bây giờ mà ở luôn quá nha. Đi đưa nè. Nè, là đây đưa. Má mày như như chó mẹ của mày. Chứ ra nữa là ai đưa nè. Là đây. Má, tao nói mày không đưa. Cái giếp nó mày vô đâu. Đưa đây nè, đưa nè, lại lấy đi. Ai là đất lại trời. Em là nói rồi, cá là không có chung được đâu. Anh ơi. Ủa mày thì cái gì? Ủa làm cái gì vậy được? Mày muốn cái gì? Giờ tới mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì?